Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ăn món mới. Nói chứ không phải mới gì, nhưng mà trời lạnh, tự nhiên hôm nay trời đổ mưa các bạn ơi. Và mình rất là đang thèm cái gì mà có nóng nóng, có nước đó các bạn. Đó là món bún bò Huế. Hôm nay tự nhiên trời mưa. Bây giờ mình đang trên đường đi đây các bạn ơi. Đó. Trời hôm qua trong xanh đẹp dễ sợ luôn á. Hôm nay thì lại trời mưa tầm tã vậy nè. Cho nên nó cũng tối á các bạn, khó thấy. Tới rồi đây. Trời ơi. Các bạn nhìn thấy có quen quen không nè? Tới rồi các bạn ơi. Ôi trời mưa nên mình phải đi cho nhanh. Hôm nay là mình quay lại cái tiệm King Street Food nè các bạn ơi. Bây giờ mình vào trong nha các bạn. Oh, hello em. Hi. Wow, trời mưa tầm tã luôn. Đây cái tiệm dễ thương các bạn. Các bạn nào mà đã kỳ rồi có xem video mình quay về cá nướng da giòn á, là ở đây nè. Wow, cái tiệm nhìn dễ thương quá chừng luôn. Đây mình quay một vòng cho các bạn xem, cho bạn nào chưa xem qua, chưa biết qua cái tiệm này nè. Là người ta những cái các mẹt nè, các bạn nhìn thấy cái mẹt không? Đó. Những cái này là người ta tự làm hết nha các bạn. Người ta tự làm ở đây hết á, là mấy cái gỗ này nè. Và đây nè, những cái gỗ ở trong đây người ta tự làm hết, rất là hay luôn. Cô chủ nói hiện giờ là đang có promotion, tức là đang có giả. Ví dụ như mùa mình ăn cá nướng á, thì mình sẽ được uống trà sữa free hay là cà phê sữa đá gì đó các bạn. Đó. Để có promotion gì hôm nay lát mình sẽ hỏi rõ cho các bạn biết. Hello các bạn ơi, mình xin nói trước là mình không có quen cô chủ ở đây. Mình cũng không phải là bạn luôn các bạn. Cái lần đầu tiên mình tới đây mình quay ăn cá nướng da giòn á. Sau đó tụi mình mới giữ liên lạc. Và cô ấy, tại vì khi mình quay á, sau đó là có nhiều bạn tới ăn á, và cô chủ á, em ấy mới liên lạc với mình và mời mình quay lại ăn những cái món mà mình chưa có ăn á các bạn. Và kỳ này là người chủ người ta gọi là sponsor đài thọ các bạn. Mình sẽ cho các bạn biết là cái món mà ăn đối với khẩu vị của mình ngon, hay mình cũng có nói với cô chủ của em chủ là nếu mà cái món nào cho dù đầy thọ nhưng mà ăn không có hợp khẩu vị thì mình cũng review đúng thật tình nha. Cho nên là mình nói trước, tại vì á hôm bữa mình đi quay á, thì có bạn nói là mình có bà con hay họ hàng với lại hay là bạn bè đó các bạn, nhưng mà mình thì không có may mắn có bà con mở nhà hàng các bạn ơi, cũng không có may mắn có bạn bè mở nhà hàng. Nhưng mà được một cái là mình giữ liên lạc á, em ấy liên lạc với mình, cho nên mình thấy rất là em ấy rất là dễ thương. Mình quay lại mình ăn những cái món mình chưa có review á, để cho các bạn biết để xem nó ngon như thế nào. Và bây giờ mình sẽ quay cái menu cho các bạn xem nha. Con muốn ăn gì? Cũng muốn ăn cơm chiên rồi, mẹ gọi cơm chiên cho chia đành. Trời ơi, hôm nay năn nỉ lắm, anh mới chịu đi á. Đây, cá nướng da giòn. Ở đây là, phải nói là rất là tuyệt vời. Và đây là, trước hết mình quay cái menu để cho các bạn xem cái menu nha. Ốc hương hoàng kim nè. Mà giá rẻ ta, 7,5 đồng. Cây. Cây hả? Ừ, đúng rồi, cây. Thôi ăn cơm chiên ha. Súp cua. Ôi súp cua mà có 3,5 đồng một chén à. Đậu hũ chiên giòn, chả giò tôm cua. Chả giòn tôm cua ở đây ngon nè các bạn. Mình sẽ order lại. Ốc hương rang me. Phải nói là ốc hương rang me, ốc hương hoàng kim ở đây mình thấy cái giá rẻ đó. Lẩu, gỏi. Gỏi vua tôm 9,5 đồng ha. Chả giò tôm cua, lẩu hải sản. Ồ đúng rồi, người ta có cái, anh nói cái dĩa cơm chiên này nè, giống cơm chiên cháy thơm này là nấu giống như mình. Lẩu cá diêu hồng, hoa chuối bữa mình ăn nè.
tôm hùm nước dừa, cái này nhìn cũng hấp dẫn lắm nha. Barbecue ribs. Nè, anh đòi ăn này nè, anh đòi ăn chicken wings nè, với lại garlic noodle without the sauce. Nhưng mà con có ăn cánh gà chiên đó không? Con ăn hả? Đây, bún bò Huế mà có nguyên cái cục sườn nè. Oh my gosh. Nhìn ngầu quá chưa? Nhìn hấp dẫn không gia đình? Mà giá lại rẻ nha. Nhìn nè, bún bò Huế mà tô lớn có 7899 thôi, mà tô nhỏ 799. Bún ốc hến, mì ốc hến, bún cá miền Tây. Mình thích cái quán này là bởi vì cái anh đầu bếp đó, các bạn ảnh nấu món nào mình thấy ăn cũng ngon mà vừa miệng mà giá là rẻ nữa. Đó, cơm chiên. Và khoai lang, nước cốt dừa, trà sữa, đá me ngon lắm. Mình thì gọi đá me các bạn ơi, đá me đậu phộng. Ủa, còn gia đình thì đá chanh, còn đại ca thì uống cà phê sữa đá. Đá me dầm đậu phộng, món này mình ghiền lắm. Mời các bạn nha, đá me dầm đậu phộng này, món này mình ghiền lắm này. Wow, cái cánh gà ngon quá các bạn ơi, dòm dòm. Cái cánh gà mà mình gọi là mango habanero nha các bạn. Đây nè, cánh gà ở đây nè. Cánh gà chiên 6 miếng là 6 đồng 75. Cái món này cay mà chưa đành. Cái món này hơi cay nha. Cái loại cánh gà chiên này nè, mảnh đói quá anh ăn luôn. Đây, mời các bạn nha. Ôi ôi, cái này phải ăn bóc bằng tay nha các bạn. Mời các bạn. Nghe được cái độ giòn của nó, ở ngoài ra nó giòn, cái vị của nó là nó ngọt ngọt, mà cái ngọt của cái vị xoài á các bạn, thơm mùi xoài đó, ngọt ngọt mặn mặn ngon. Cái món này lạ nè, cánh gà lạ. Ồ, cái này là cái gỏi tiếng vua nè các bạn ơi. Đây, cái này là tiếng vua nè, rau tiếng vua đó, nhìn hấp dẫn chưa nè, ăn giòn giòn rất là ngon luôn á. Bây giờ thăng tới cái gỏi nha, cái này là rau tiếng vua nè các bạn ơi. Bây giờ ở trong đây là có nhiều em bé lắm, cho nên là nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện nhau á. Trong đây là có rau gỏi tiếng vua, tôm và cần. Ôi ôi, hướng dẫn chưa? Cho miếng tôm lên đây, chan lên đây nè. Mời các bạn nha. Nó giòn rụm mà các bạn ơi, rất là thơm. Các bạn nghe đồ giòn không? Thank you.
giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, thiếu mấy trái ớt tươi mà đây nào. Ớt tươi các bạn ơi, ăn cái này nó phải ở nó cay ăn mới đã. Mình thích ăn cái gì mà nó chua chua các bạn. Nhưng đặc biệt phở, hủ tiếu, bún bò Huế là những cái gì mà món nước mình không có thích nặng chanh vô. Làm như vậy thì nó sẽ bị mất cái vị nguyên thủy đó, mình không có thích nặng chanh vô. Có ớt gặm đã. Giòn rụm luôn các bạn ơi. Cái món này là cơm chiên, mà cơm chiên với là kim chi nha. Hôm nay là mình order những cái món lạ nè. Và em ấy cũng muốn giới thiệu với lại mọi người là những cái món lạ ở đây mà ngon đó các bạn. Ôi, cái chiến chiên này là gia đình ghiền lắm, ăn kiểu này nè. Cơm chiên nè các bạn ơi, cơm chiên kim chi nha. Đây. Cơm chiên các bạn ơi. Kim chi nha các bạn, có kim chi trong đây ăn nó chua chua ngon mà nó béo, có trứng nè, có tôm nè. Không, chính là món này ngon đấy các bạn. Cái món cơm chiên mà lọ kim chiên này ngon các bạn, lạ miệng mà ngon. Mà dễ thương ghê á, làm nguyên con cá dễ thương. Kế tiếp là ăn món ốc xào gọi là hoàng kim, ăn với là nước mắm xả nè các bạn ơi, ngon lắm luôn á. Có một số món thì mình gọi, có một số món thì em ấy đem ra nha, ăn để mà giới thiệu với các bạn. Cái này ăn bằng tay, móc bằng tay, không có đem theo bao tay. Ôi, cái ốc ở đây mình cũng thích ăn lắm nha các bạn, bởi vì biết sao, ở đây là mình thấy nó sạch đó. Giống như là cái nước sốt nè. Nè các bạn nhìn thấy nó sạch dễ sợ không nè. Đó. Ngon quá. Cái nước sốt đó ngon, đặc biệt ngon dễ sợ luôn á, nó béo béo, bùi bùi của trứng muối á, ngon quá. Mình rất là thích ăn ốc. Mình thích món này quá. Rau răm. Hay là mình đi sớm. Lúc mình vô là chưa có khách, mình vừa vô xong mà khách vô nhìn đột luôn. Ngồi phía bên kia. Nó béo các bạn ơi, cái trứng muối á, nó béo mà nó thơm dễ sợ luôn á. Mời các bạn. Chấm với là nước mắm ha. Nước mắm xả. Nhưng mà mình thấy này bán rẻ quá.
Bình thường mình đi ăn chỗ khác mà 6 con này là khoảng ốc hương là khoảng 10 đồng 99 hay 11 đồng 99 tùy tiệm. Ở đây thì bán có 7 đồng, 6 đồng mấy, 7 đồng. Món gỏi ngon ha. Ừ, đại ca là món gỏi ngon. Lão á, ai mà thích ăn ốc á tới đây thử nha. Mà cũng trùng hợp ghê á, mới làm trứng muối. Có các bạn, có bạn nào đã làm thử trứng muối chưa? Cái trứng muối đó mà mình làm ốc xào này nè, ốc hương xào này nè là xuất sắc luôn á. Mà công nhận ở đây em ấy làm cái món xào này ngon các bạn ơi. Không phải mình ăn chùa là mình mới nói ngon đâu, mà ngon thiệt. Mình nói chơi là bởi vì mình hay chọc gia đình đó, mỗi lần đi đâu mà ăn miễn phí thì mình nói với ảnh là đi ăn chùa. Bây giờ ảnh cũng khó lắm. Bạn nào mà có con nhỏ thì mình khuyên là nên đi chơi với con nhiều. Bởi vì khi mà ảnh lớn rồi, lúc nhỏ thì lúc nào cũng đòi đeo theo mình. Nó đi đâu cũng đòi đeo theo, đi chợ cũng đòi đeo theo, không có chịu ở nhà. Khoảng 7 tuổi là bắt đầu không có chịu đi theo mình nữa đâu các bạn ơi. Mỗi lần đi đâu cũng khó khăn lắm, không có chịu đi. Đi chơi thì đi nhưng mà đi quay phim á, ảnh không đi nữa. Ảnh thả ở nhà, ảnh đọc sách. Cháy giòn. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Chả giò giòn ngon các bạn ơi. Chả giò tôm cua. Bốc khói mà. Các bạn nghe đồ giòn không? Cái cơm kim chi này nè, nó dẻo dẻo. Ăn chúng cái miếng kim chi á, nó chua chua ngon. Các bạn ăn thử món này chưa? Nhà hàng Hàn Quốc á, người ta làm cơm chiên kim chi nó nhão hơn, nó nhão lắm. Cơm chiên của họ lạ lắm, nhiều nước sốt trong đó rồi nó nhão nhẹt à. Nhưng mà đặc biệt ăn rất là ngon. Where's the ghost? I spotted him. He's in the kitchen. Where's the ghost? Cái tôm á các bạn, nó giòn giòn. Cơm chiên này nó hơi cay nhẹ nhẹ thôi, không có nhiều mặt hơn. Cái menu á nó nhiều lắm các bạn. Mình muốn mình quay lại hôm bữa quay xong cá nướng mình kể bạn nghe. Tại vì bữa đó mình đi quay có một mình nè, xong mình về mình kể cho đại ca nghe, ngon là ngon lắm, mà cá nướng ngon lắm. Mình mới đưa đại ca đi quay ngược lại cái tuần sau đó. Thì lúc mà quay lại ăn cá nướng á, mới gặp một cô cũng là fan coi video của cậu, coi kênh của KT. Cậu nói là cậu coi kênh của KT cho nên mới lại đây ăn mấy cái món mà KT ăn á. Mà cậu nhận ra mình, các bạn ơi, lúc đó mình người mình đang mệt, không có được khỏe. Mình bước vô mà cậu ngồi góc bên kia mà cậu nhận ra mình ngồi cái lưng của mình đi xây ra ngoài đường á, mà cậu ngồi ở sau lưng mình mà không biết sao cậu nhận ra mình. Và cậu nói mình biết là tại vì cậu coi kênh của mình cho nên biết. Và lúc đó em ấy cũng nói chung là bán nhiều cá nướng lắm, cá nướng da giòn á. Mình thấy như mình giúp được cho cái nhà hàng nào mà
có nhiều người biết đến mình cũng rất là vui. Món ăn ngon đó các bạn, tức là các bạn ở xa tới mà không biết đi ăn ở đâu, ăn món gì thì mình đi mình ăn chỗ nào ngon mình chia sẻ các bạn. Đặc biệt là cái tiệm này mình quay lại là bởi vì cái phục vụ nè rất là nhiệt tình, rất là dễ thương, mà cái tiệm rất là sạch sẽ, đồ ăn ngon mà giá lại rẻ nữa. Và điều đặc biệt kế tiếp là hôm nay mình không có trả tiền. Cái ly đá me dằm với đậu phộng mè rang này, mỗi lần tới là mình order thêm cái ly này, mỗi lần tới là mình order mấy ly này nè, mình với đại ca ăn được ly, bởi vì nó ngon mà nó rẻ. Một ly gì có mấy, có 3.50 đồng à. Điều đặc biệt ở đây là mình thích như vậy nè, cho dù bán đắt nhưng mà người ta không có lên giá các bạn, tức là cái giá lúc mình đi ăn người ta thì người ta để như vậy, người ta không có lên giá, cái đó là cái điều đặc biệt mà mình mình thấy vui. Bởi vì đôi lúc mình đi quay cái tiệm nào đó, cái tự nhiên tiệm đó bán đắt lên và tiệm đó bán giá khác, mình không có control được cái giá của người chủ, người ta đó là người ta muốn lên giá hay xuống giá gì đó là tiệm của người ta các bạn. Mình nhưng mà mình cũng ngại khi mà có bạn email nhắn tin hỏi tại sao giá lên, mình thật sự mình đâu có biết đâu các bạn. Chủ người ta muốn làm gì đó là quyền của người ta, mình chỉ đi ăn và giới thiệu với các bạn thôi. Cà phê sữa đá. Thì cái tháng này nè, em ấy nói là khi mà bạn ăn một tô bún bò Huế thì bạn sẽ được một ly trà cà phê sữa đá này miễn phí đó các bạn. Wow. Cà phê sữa đá rất là đậm nha. Thơm nữa. Đại ca là ghiền cà phê sữa đá lắm. Ngon quá. Còn bạn ăn cá nướng thì bạn được giống như là được miễn phí, giống như nãy mình quay ấy, là được trà sữa rồi các bạn. Cái ly cũng dễ thương nữa. Còn đây là cánh gà chiên, loại lemon pepper, là loại chanh với là tiêu. Hồi nãy giờ vẫn còn giòn nha. Cánh gà chiên này nó thấm mà nó chua chua ngon. Mình không thấy bột nha, hay là rất rất là mỏng đến nỗi mình không thấy luôn. Cái này của gia đình mình lấy của ảnh. Bạn gần sạch bàn à. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dĩa rồi. Wow. Ăn sạch sẽ, còn mỗi thứ chút xíu rồi các bạn ơi. Đây, có hai người mà ăn như đây nè. 2.5 người chứ. Và bây giờ sẵn mình đang chờ đợi á, mình xin vào bếp mình quay. Cô chủ nói là ở trong bếp đang có nướng cá cho nên mình quay cho các bạn xem nha. Wow, cá đang nướng cho nên mình quay cho các bạn xem. Wow, nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Đây, cá nướng nè, nhìn không phải khét đâu nha, mà là khét giống như là mấy cái đuôi cái bên hông thôi, nhưng mà cái da cá nào các bạn nhìn nè. Bạn nào mà xem mình ăn cái cá nướng da giòn này cũng biết rồi đó, cái da nó giòn rụm luôn á. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Người ta nướng cá tươi mỗi ngày luôn nè. Thank you. Bún
bò Huế ra các bạn ơi. Vitamin C. Bún bò Huế này gọi là bún sườn bò các bạn. Thì mỗi cái tô bún á, người ta cho các bạn cái cục sườn nè. Cái này là sườn chứ không phải xương nha. Wow, đây nè. Hấp dẫn chưa? Wow, và đây là cái tô bún bò Huế nè. Cái này là bún bò Huế bình thường nè. Thì hồi nãy mình có quay giá cả cho các bạn xem rồi đó. Cái giá ở đây á, mình thấy cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Đây nè, cái này là có giò heo nè, có chả, có huyết. Mà cái tô to đùng luôn nha, cái tô ở đây to lắm. Các bạn nhìn cái dĩa rau hết hồn không? Ở đây á, người ta, mình thích cái là người ta không có tiết kiệm rau á các bạn. Đây là nguyên một cái dĩa rau, có bắp chuối và tất cả các loại rau tươi. Một cái dĩa rau phải nói là quá là nhiều luôn á. Đặc biệt cô chủ ở đây nói là người ta không bao giờ dùng lại cái rau cũ nha các bạn. Tức là bạn ăn không hết, người ta bỏ rau này người ta không có dùng lại đâu. Các bạn nhìn thấy cái tô này nhìn hết hồn. Cái tô này chỉ có 8.99 thôi mà hai cái cục sườn to đùng luôn. Mình cho các bạn xem cái mặt của mình nè. Và cái tô này bự hơn cái mặt của mình nè, gấp đôi chắc. Hai tô nào cũng to đùng như vậy nè. Mà có 8.99 nè. Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái nước lèo trước khi mình bỏ rau vô xem nó ngon như thế nào nha. Cái muỗng nhớ hương các bạn ha. Nước lèo trong veo các bạn ơi. Wow. Nước lèo ngọt ngon thơm. Đặc biệt là không có bột ngọt nha các bạn. Bún bò Huế đây không có bỏ bột ngọt. Cho nên là cái vị của nó ăn rất là ngon. Mà mình không có bị gắt cái cổ. Có như, nếu chỗ nào mà bỏ bột ngọt, bạn nào mà dị ứng bột ngọt ăn xong nó khô cổ lắm. Như mình á, mình mà có bột ngọt á, tại vì cái cơ thể của mình khi mà mười mấy năm về trước á, đi khám bệnh gọi là khám nguyên cái người của mình gọi là khám da nữa, và coi bị dị ứng cái gì là mình bị dị ứng bột ngọt. Đó là lý do tại sao các bạn thấy mình nấu đồ ăn á, mình không có cho bột ngọt. Mình dùng bột xúc gà thì trong đó có một ít hơn sao, nhưng mà đừng có dùng quá nhiều. Cho rau vào đây. Wow, nhìn cái dĩa rau thôi là thấy thèm rồi các bạn ơi. Trời ơi, nguyên cái cục sườn nè. Nhìn chất lượng thì thôi luôn, sườn nè. Thịt không à. Mời các bạn nha. Mình cho thêm một cái chén ớt. Mà cái ớt này, ớt cho tới đây là làm cay nha. Bạn nào mà không ăn cay được, nhớ nói người ta. Mà cho ớt nhiều ăn nó cay nó ngon. Nó có hai cái cục sườn to thì nó sẽ không có giòn. Tùy theo bạn thích ăn cái nào. Cục sườn nó to hơn cái mặt của mình. Cục sườn nè. Wow. Nó mềm. Đặc biệt là nó thấm vô trong cái gia vị đó, nó thấm vô trong cái thịt sườn nó ngon các bạn. Tám đồng chín chín rẻ đó các bạn ơi. Có ai thấy thèm không nhỉ? Trời mưa mà lạnh lạnh gì nào uống bò Huế rồi số 1 luôn á. Mềm ngon quá. Từ lúc mình biết cái tiệm này nè, mình lại quay lại đây mình ăn hoài luôn. Cái thịt bò thơm ngon quá. Ăn miếng biết.
cơm mà ngọt, ngọt từ xương á. Mình nhớ giòn to đùng luôn. Cái này phải bóc rồi, tại vì gấp, gấp không nổi, nó bị rớt các bạn ơi. Cái thịt giòn mềm mà tươi nha, ăn nó không có bị hôi lông hay là hôi đồ cũ á. Giờ là ngoài tầm tã luôn á. Wow. Hồi nãy vừa đi mà vừa cái gì gọi là che dù á. Trời mưa trời gió gì mà nếu mà ăn mà cứ đi. Video cũng tới đây cũng dài lắm rồi đó, cho nên mình tạm thời chia tay các bạn ở đây, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nhé. Và nếu như bạn thích mình đi quay ở đâu kế tiếp, xin để comment ở phía dưới nha. Nếu bạn nào mà có đi ăn ở tiệm này rồi, xin để comment ở phía dưới cho mình biết ý kiến của bạn như thế nào nha. Bạn có thích hay không, và có chỗ nào bạn không thích. Thank you for watching. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.